Kính thưa quý vị, Việt Nam nhập cản của Pháp 20.000 xe taxi chạy điện trong vòng 5 năm tới. Tin từ Hà Nội, theo Prensa Latina, Việt Nam sẽ nhập cản 20.000 chiếc xe taxi chạy điện của Pháp trong 5 năm tới để làm giảm số lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và cải thiện phẩm chất không khí tại các thành phố lớn. Truyền thông địa phương cho biết, các chuyến tàu vận chuyển số lượng xe taxi nói trên đã sẵn sàng ra khơi sau buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ diễn ra giữa Tổ hợp Vận tải Công cộng MyLink và Công ty Xe hơi Việt Nam đặt trụ sở tại Liên Âu. Thông qua thỏa thuận này, công ty Renault của Pháp sẽ chuyển giao cho Việt Nam các loại xe chạy điện có thể lưu thông trên quãng đường dài 200 cây số mà không cần nạp thêm điện. Cả hai bên ký kết thỏa ước đều nhấn mạnh đến ưu thế của loại xe chạy điện, cho rằng môi trường Việt Nam sẽ được cải thiện tức thời. Trong khuôn khổ của Công ước Liên Hiệp Quốc về sự biến đổi khí hậu, viết tắt là COP21, tại cuộc thảo luận lần thứ 21 vừa kết thúc, Việt Nam cam kết sẽ giảm khoảng 8% khí thải gây ô nhiễm vào năm 2030 và sau đó là 25% với sự trợ giúp của quốc tế. Hiệp định toàn cầu về COP21 đã được thông qua tại Paris nhằm mục đích hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trong khoảng 2 độ C từ nay cho đến năm 2020.